Nếu một bác sĩ giúp tôi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, tôi sẽ suốt đời mang lòng biết ơn. Nếu có vị sư phụ nào dạy tôi ý nghĩa chân chính của cuộc sống, tôi sẽ tôn kính người đó mãi mãi. Nếu ai đó kéo tôi khỏi bờ vực của sự hủy diệt, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân đức ấy. Sư phụ Lý Hồng Chí đã làm tất cả. Hồi ức về sư phụ Lý. Thần thông của sư phụ. Trung Quế Xuân từng là một chánh thanh tra tại sở cảnh sát Bắc Kinh. Ông là một trong những đệ tử đầu tiên của sư phụ Lý Hồng Chí. Hôm nay chúng ta rất hân hạnh được chào đón ông. Trung, khách mời của chúng ta hôm nay, xin chào ông, đã lâu không gặp. Xin chào Vũ Hân, chào các khán giả. Ông Trung, ông có biết rằng khán giả đã rất khen ngợi phần trước của chương trình không? Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi. Mọi người đều nói là họ yêu thích chương trình này, nhưng bởi thời gian có hạn mà ông Trung vẫn còn nhiều câu chuyện muốn chia sẻ với chúng ta. Vậy nên ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng một lần nữa ôm lại hồi ức. Những ngày được ở bên sư phụ Lý. Ông Trung, ông là một trong những đệ tử đầu tiên của đại sư Lý Hồng Chí. Tôi được biết khi sư phụ Lý Hồng Chí truyền công giảng pháp, ngài đặc biệt quan tâm đến những đệ tử. Ông có thể chia sẻ một vài câu chuyện được không? Vâng, tất nhiên rồi. Khi chúng tôi ở cùng sư phụ tại Bắc Kinh, sư phụ đưa chúng tôi đến những ngôi chùa cổ ở đó. Như chùa Giới Thai, chùa Đàm Giá, chùa Vân Cư. Sư phụ kể những câu chuyện cổ Phật gia để giúp chúng tôi hiểu được những tinh hoa của Phật giáo. Ngày nay, hầu hết các ngôi chùa đều không còn thanh tịnh, mà bị các loại linh thể làm loạn. Như cáo, chồn, quỷ, rắn, vân vân, đủ các loại phụ thể sống trong chùa. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Xưa kia đây vốn là những nơi linh thiêng, vốn không có chỗ cho những thứ đó tồn tại. Ngày nay, những người bái lại không hề biết, nên khi họ bái lại, những con động vật sẽ gắn lên cơ thể họ. Điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng bản thân chính những người bái lại đã khiến chúng đến. Sư phụ Lý bảo hộ chúng tôi, những đệ tử của Ngài. Và con cái chúng tôi khỏi những phụ thể xấu đó. Sư phụ đặt xung quanh chúng tôi một trường năng lượng để bảo vệ. Ngài cũng làm vậy cho con gái tôi. Một ngày khi con bé đến chùa Giới Thai, sư phụ nói rằng Ngài sẽ bảo hộ con bé. Một học viên khác đã chụp ảnh con bé. Rồi người đó đưa tôi xem bức ảnh. Trong ảnh, con gái tôi đang chơi đùa. Và có một cột năng lượng màu đỏ. Một cột năng lượng chạy thẳng lên trời, che kín toàn bộ người nó. Cột năng lượng đi theo con bé khắp nơi. Đền chùa vốn là nơi thanh khiết và linh thiêng. Nhưng ngày nay có rất nhiều thứ không tốt đang diễn ra tại đó. Vậy nên sư phụ đã bảo hộ con gái của ông, đúng không ạ? Vâng, Ngài làm vậy cho tất cả các đệ tử. Sư phụ đặt lớp vòng bảo vệ lên tất cả chúng tôi. Tôi cũng được biết về những điều kỳ diệu triển hiện trong gia đình ông.
Vâng, bao gồm cả gia đình tôi, bố mẹ tôi, cũng như bố mẹ vợ. Bố vợ tôi là viên chức chính phủ, đã nghỉ hưu. Ông mắc bệnh tim và bệnh nghẽn mạch máu não. Mẹ vợ tôi cũng rất ốm yếu. Họ thường bị nhiễm nhiều chứng bệnh. Vào thời điểm sư phụ Lý đang ở Bắc Kinh giảng Pháp, có lần tôi đến thăm bố vợ sau giờ làm. Lúc ấy, ông đang lên cơn đau tim. Với những cơn đau dữ dội, đến nỗi không thể cử động được. Tôi không biết liệu có nên đưa ông tới bệnh viện không, vì lúc đó không có ai ở nhà cả. Vậy nên tôi đã gọi cho sư phụ. Tại sao ông không gọi xe cứu thương? Tôi cũng không biết tại sao. Tôi nhìn bố vợ và nghĩ rằng mình nên gọi sư phụ. Vậy nên tôi đã gọi ngài và kể chuyện đang xảy ra. Ngài nói, hãy đi tìm một quả cam. Và tôi đã đi tìm một quả cam. Cha mẹ vợ tôi sống ở Phòng Sơn, ngoại ô Bắc Kinh. Tôi đến thăm họ khoảng một lần một tuần và mua cho họ rau củ và thịt. Tôi biết họ rất ít khi mua hoa quả. Bởi đó không phải thói quen thường ngày. Vậy nên khi sư phụ bảo tôi tìm một trái cam, tôi đã nghĩ rằng trong nhà sẽ không có. Căn bản là không thể có. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nhưng bởi sư phụ đã nói vậy, nên tôi phải tìm. Tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi. Và cuối cùng, tôi thấy một cái giỏ nhỏ treo trên nóc phòng bếp. Tôi dùng một chiếc ghế đẩu có bậc và nhìn vào bên trong. Và cái giỏ đầy cam. Thật sao? Vâng, thật sự. Cam tươi sao? Vâng, tôi rất mừng rỡ, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì họ rất hiếm khi mua hoa quả. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ mua táo, chuối hay bất cứ loại hoa quả nào. Vậy thì những trái cam đến từ đâu? Tôi không thể lý giải. Tôi cầm một quả, nhấc điện thoại lên và nói với sư phụ. Tôi nói rằng, sư phụ, đệ tử đã tìm thấy một trái cam. Ngài nói, hãy giữ nó trong lòng bàn tay. Tôi đã làm như vậy. Trong khoảng một phút, tôi đợi. Những chỉ dẫn tiếp theo từ sư phụ. Ngài vẫn đang nghe điện thoại. Vâng, tôi cũng đang cầm máy. Tay còn lại thì giữ quả cam. Một phút sau, sư phụ nói, hãy đưa ông ấy ăn. Tôi đặt điện thoại xuống, bóc vỏ cam và cho bố vợ ăn. Ông ấy vẫn còn có thể nuốt được. Rồi bố vợ tôi đột nhiên có thể nói chuyện và sắc mặt ông cũng hồng hào trở lại. Ông ngồi dậy trở lại như bình thường, có thể tự đi lại và di chuyển. Chúng tôi nói chuyện với nhau. Mọi thứ đã tốt đẹp trở lại. Vậy anh giải thích chuyện này thế nào? Thậm chí sư phụ Lý còn chưa chạm vào người ông ấy. Ngài chỉ bảo anh lấy một quả cam qua điện thoại. Đúng vậy. Tôi không biết Ngài đã làm cách nào. Bởi lúc đó tôi chỉ mới vừa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng tất nhiên tôi rất đỗi ngạc nhiên. Khi các thành viên khác trong gia đình trở về nhà, tôi đã kể lại cho họ mọi chuyện. Mọi người đều kinh ngạc và thể hiện lòng biết ơn đến sư phụ. Lúc ấy là khi nào? Năm 1992, bố vợ tôi ấy đã ăn cam và khỏe lại.
Ông giải thích chuyện này thế nào? Tôi không giải thích được. Ngày hôm sau tôi gặp sư phụ và tôi hỏi Ngài về chuyện đó. Sư phụ nói rằng Ngài đã đánh thông cục máu tắc bằng năng lượng của mình. Những ngày bên sư phụ Lý, những điều tương tự cũng xảy ra với mẹ vợ tôi. Người thường xuyên mắc chứng đau đầu. Chúng tôi rất lo lắng cho bà. Đó có phải hội chứng Meni không? Tôi cũng không biết. Khi đó căn bệnh rất nặng. Bà gần như không thể đứng lên hay ăn uống gì. Nó rất nghiêm trọng. Và chúng tôi không thể làm gì. Thật sự không thể làm gì. Bác sĩ cũng không thể trị giúp bà. Một lần cơn đau đầu của bà tái phát. Vợ tôi, em gái mẹ vợ tôi, anh trai mẹ vợ tôi và các anh chị em vợ đều không làm được gì. Chúng tôi nghĩ rằng phải lập tức đưa bà đến bệnh viện. Vâng, phải rồi. Chúng tôi muốn đưa bà đến một bệnh viện hàng đầu ở Bắc Kinh. Nhưng sau đó tôi nghĩ trước đây, chúng tôi cũng từng làm vậy. Và bác sĩ chẳng thể giúp gì. Hơn nữa, bà cũng đã bị như vậy vài ngày rồi. Bà không thể ăn, trông bà rất xanh xao. Nếu chúng tôi đưa bà tới bệnh viện, bà cũng sẽ bị chuyển lanh quanh, hết phòng xét nghiệm này tới phòng bác sĩ khác. Điều đó là quá sức với bà. Vậy nên tôi đã nói, hãy để bà đến sống với tôi. Ông định làm gì để giúp bà ấy? Tôi đã hỏi mẹ vợ, và bà đồng ý. Vậy nên tôi đưa bà từ phòng Sơn đến nhà tôi ở phòng Đài. Bà không thể ngồi hay đi lại, nên bà chỉ có thể nằm trên giường. Tôi đã bật các bài giảng của sư phụ cho bà. Tôi bật băng giảng pháp của sư phụ ở Tây Nam. Bà xem trong khi đang nằm, vừa nằm vừa xem như vậy. Chúng tôi đi làm các công việc khác và để bà xem băng một mình. Thỉnh thoảng tôi lại ngó vào xem bà, rồi một điều bất ngờ xảy đến. Mẹ vợ tôi đã có thể ngồi dậy. Sắc mặt của bà từ tái xám trở nên hồng hào. Bà ngồi đó và xem. Rồi bảo vợ tôi rằng bà thấy đói. Vợ tôi rất mừng rỡ, bởi vì trước đây mẹ cô ấy không có cảm giác thèm ăn. Vậy nên vợ tôi đã nấu ăn cho bà. Bà ăn nhiều hơn bình thường. Sau bữa ăn, bà càng trở nên khỏe hơn. Thậm chí chưa xem hết băng hình, bà đã hoàn toàn hồi phục. Bà chỉ ở với chúng tôi vài ngày trước khi đề nghị trở về nhà. Vì mẹ vợ tôi đã khỏe, nên tôi đưa bà về nhà. Và căn bệnh chưa bao giờ tái phát. Đã bao nhiêu lâu kể từ đó tới nay rồi? Đó là từ năm 1997, và bà chưa bao giờ trải qua một cơn đau đầu nào nữa. Tôi muốn hỏi ông một câu hỏi mà tôi tin rằng các khán giả của chúng ta đều đang thắc mắc. Điều ông vừa nói tới là băng giảng pháp của sư phụ Lý. Ý ông là bà ấy đã hồi phục đơn giản chỉ nhờ xem đoạn băng sao? Sư phụ đã truyền năng lượng vào các bài giảng của mình. Ngài thu âm bài giảng ở lớp học pháp tại Quảng Châu và Tây Nam. Có bao nhiêu bài giảng? Có tổng cộng 9 bài. Vậy là 9 đoạn băng sao? Vâng. Và mẹ vợ ông chỉ xem có một đoạn băng.
Đúng vậy, và do vậy bà đã được chữa khỏi. Vâng, bệnh của bà đã được chữa khỏi và không bao giờ tái phát. Đã khoảng 17 đến 18 năm rồi. Mẹ vợ tôi hiện tại đang ở độ tuổi 90. Chứng đau đầu khiến bà khổ sở trong nhiều năm, biến mất không còn dấu vết. Quả là một điều kỳ diệu. Sức khỏe của bà đã ổn kể từ năm 1997. Bà có thể đi bất cứ đâu một mình, thăm con gái và con trai. Bà ấy rất tự hào về sự độc lập ấy. Vừa rồi là chia sẻ của ông về những câu chuyện của gia đình mình trong thời kỳ đầu khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Lúc đó, Đại sư Lý Hồng Chí đã chữa khỏi bệnh nan y cho rất nhiều người. Họ đều là những bệnh nhân đã hết hy vọng và đã thử đủ mọi phương pháp trị liệu trước khi gặp được Đại sư Lý Hồng Chí và được Ngài chữa khỏi bệnh lập tức, ngay tại chỗ. Tôi đã đọc được các báo cáo kể lại những điều thần kỳ ấy. Vậy ông có thể kể về những điều mình đã chứng kiến không? Vâng, có rất nhiều trường hợp, tôi chỉ có thể đề cập một số, bởi vì tôi không thể thuật lại tất cả. Tại Hội Sức Khỏe Phương Đông năm 1992 đến năm 1993, gian của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi chật kín người, trong khi các gian khác chỉ có một vài khách, một biển người vây quanh chúng tôi. Cả hai năm chúng tôi tham gia, mọi người đều xếp hàng chật kín, bởi vì bệnh viện không thể trị bệnh cho họ. Và các môn khí công khác cũng thế. Vậy nên họ đã tìm đến Pháp Luân Công, bởi họ đã được nghe về khả năng trị bệnh kỳ diệu của môn tu luyện này. Mọi người với đủ các chứng bệnh khác nhau, như bệnh tim, u lành tính hay u ác tính. Sau khi sư phụ trị bệnh cho họ, tất cả triệu chứng bệnh đều biến mất. Họ rời đi đầy kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Thỉnh thoảng có phóng viên hỏi chúng tôi về trường hợp chúng tôi cho là kỳ diệu nhất. Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi đó, bởi vì mỗi trường hợp đều thật đáng kinh ngạc. Tất cả đều được trị khỏi bệnh ngay tại chỗ, dù tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng tới mức nào. Lòi đĩa đệm cột sống được chỉnh lại ngay tức khắc. Những bệnh vốn được điều trị ở bệnh viện nhưng không khỏi, chỉ sau một vài phút ở gian chúng tôi đã trở nên tốt đẹp như ban đầu. Mọi người rất hạnh phúc, rất nhiều người. Vậy nên không tồn tại trường hợp nào xuất sắc nhất cả. Tất cả đều là những phép màu. Vậy đồng nghiệp của ông thì sao? Có người nào cũng nhận được ân huệ này từ sư phụ Lý? Ở sở cảnh sát của tôi, một nữ sĩ quan mắc chứng giảm tiểu huyết cầu trong máu. Cô ấy phải xin nghỉ phép kéo dài từ năm 1987 tới năm 1992. Cô ấy phải nhập viện 4 lần, chỉ trong vòng 5 năm. Và 2 lần trong số đó, cô ấy từng lâm vào tình trạng hiểm nghèo vì lượng tiểu huyết cầu trong máu quá thấp. Lúc đó, sư phụ đang tham gia một hoạt động khí công tại Bắc Kinh. Cô ấy đã đến và sư phụ trị bệnh cho cô vào buổi sáng. Buổi chiều, cô ấy đi thử máu. Kết quả cho thấy lượng tiểu huyết cầu tăng từ 70.000 lên 120.000. Các nhân viên trong phòng thí nghiệm đều sửng sốt và nghĩ rằng đã có sai sót. Tuy nhiên khi cô ấy đã thử lại lần nữa thì kết quả vẫn không đổi. Cô ấy rất vui mừng. Cô chưa bao giờ cảm thấy khỏe mạnh như vậy. Cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ trải nghiệm đó, tôi được biết từ các bác sĩ rằng giảm tiểu huyết cầu có thể trở thành ung thư máu sau một giai đoạn thời gian. Quả là không nên phớt lờ, đúng là rất nguy hiểm. Cô ấy từng nói với tôi rằng đó là căn bệnh nan y và cô ấy đã phải nhập viện rất nhiều lần. Có quá nhiều câu chuyện thần kỳ tương tự mà ông Trung không thể chia sẻ hết tại đây với chúng ta. Những điều ông muốn chia sẻ quả là rất nhiều. Vâng, đúng vậy, quá nhiều. Những trường hợp được sư phụ Lý trị khỏi bệnh quả là quá nhiều. Đôi khi Ngài tự mình trị bệnh, đôi khi đệ tử của Ngài làm việc đó. Rất nhiều, rất nhiều. Vâng, thật đáng biết vì thời gian có hạn, vậy nên đó là trường hợp duy nhất tôi kể được.
Trong thế giới ngày nay, với khoa học và công nghệ tân tiến, trong thời đại mọi người không còn tin vào thần tích, sư phụ Lý Hồng Chí đã triển hiện thần tích cho hàng triệu con người và thay đổi thế giới quan của họ. Ngài đã mang sức khỏe và hạnh phúc đến cho hàng triệu người và dạy họ những bài học nhân sinh, để mọi người cân nhắc lại ý nghĩa nhân sinh chân chính. Những thần tích triển hiện đã đủ để cải biến nhân tâm của cả những người ngoan cố nhất. Đằng sau những thần tích ấy là lòng từ bi vô hạn và ân đức vĩ đại của sư phụ Lý. Phần trò chuyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhiều hơn trong tập kế tiếp. Cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Những Khoảnh Khắc Của Cuộc Sống. Xin hẹn gặp lại.